Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một cành hoa rất là to nha mọi người. Cành hoa này là cành hoa hồng mọi người nha. Hoa hồng bản lớn, size to, rất là xinh luôn mọi người. Cành này của mình có giá là 30.000 nha mọi người. Cành hoa hồng, màu sắc của nó là màu trắng, trắng ngả vàng mọi người ạ. Không phải trắng tinh đâu mà trắng ngả vàng ấy. Rất là xinh. Mình đã tô màu xong cho bức tranh này rồi nha. Các bạn đã theo dõi hết video. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một cành hoa mọi người này. Đây là một cành nha. Cành này là cành size lớn đó mọi người. Nó có 2, 4, 6, 8, 10, 11 bông nha mọi người. 30.000 11 bông như thế này nha mọi người nha. Rất là xinh luôn mọi người ạ. Cái này thì các bạn có thể để nguyên cành như thế này để cắm vào lọ, hoặc mọi người có thể cắt ra để trang trí nha, cho nó đỡ dính vào nhau nha. Quả cam và chữ O của mình đến đây là kết thúc. Rất là xinh mọi người, to lắm rồi mọi người ơi. Tiếp theo các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Một nhánh như thế này là 30.000 và 11 bông nha. Rất là xinh nha mọi người. Màu trắng ngả vàng mọi người, không phải trắng tinh đâu mọi người. Mọi người có thể mua về để deco, cắm lọ, deco nhà này, deco phòng khách, deco phòng ăn này. Hoặc là mọi người có thể mua về để deco tiệc sinh nhật. Rất là xinh luôn nha mọi người. Rất là yêu ái luôn nha mọi người. Đây mọi người. Ở cái phân loại này thì nó đắt hơn những cái sản phẩm mà mình đã từng review. Là giá của nó là 30.000 mọi người ạ. Bông của nó to hơn đây mọi người. Và chất liệu của hoa nó cũng đẹp hơn nhé. Mọi người có thể tham khảo nha. Mình mua ở những cái nơi mà người ta bán đồ hoa giả, đồ hoa trang trí mọi người. Ở chợ vườn hoa ấy. Các bạn có thể ra chợ vườn hoa mua, hoặc các bạn có thể mua ở trên Shopee cũng có nha, rất là nhiều. Một bông khá là to mọi người ạ.
rất là xinh nha mọi người. Đây mọi người này, bông của nó khá là to luôn. Nó còn mix thêm một ít bông bé bé nha mọi người nha. Tô điểm thêm cho nhành hoa mọi người này. Rất là xinh mọi người. Rất là xinh luôn mọi người nha. Ở ngoài nó còn đẹp hơn nhiều mọi người ạ. Mọi người tham khảo phân loại này nha. Rất xinh, rất là to. Giá 30.000 nha mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.